nay vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Tahu nay vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi nay vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tịnh ly nhân quả đem đến dâng cúng. Anjali Karani vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Puñak Khetang Lokasati là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Natthi me saranang ansang kho me saranang warang ete nasap chawat che na ho tu me jaya mangalang. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Vandami chê thi văn sắp bằng sắp bát tha nê su bát tít thi tăng xà ri ri ca tu ma ha bồ thiên bút tha ru bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp Ngọc Sa Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào chấm thoát ta canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào chấm thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dần, thế nào chấm thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo thông minh kết thành. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ sư Trí Đức cùng chư công đức tăng ni vừa quang lâm vào đạo tràng. Kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng, kính mời quý vị cùng tắt bạch để cùng thọ trì tam quy và ngũ giới. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng để xin thọ trì ngũ giới. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm pi ma dằn phàn tê quy sum quy sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm pi ma dằn phàn tê quy sum quy sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha tam cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con kính cung thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con. Con xin kính dâng mít đến ngài ạ.
Dạ, thưa sư, vậy mấy sư đã hư vậy thì con tự xin giới, xin tự xin tam quy và ngũ giới nhà thưa sư. Nhật Quỳnh ơi, em tự xin giới với lại xin thọ trì tam quy và ngũ giới nha chị Nhật Quỳnh, chị cho em tín hiệu đi ạ. Dạ, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti Yampi Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duti Yampi Thammang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duti Yampi Sangkhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati Yampi Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Yampi Thammang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yampi Sangkhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayamachappamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamang ghe na quan đề hằng ta đã tâm sum qua ruột ta mang bút thề vô kha li tô đô so bút thô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng thầm mang cha đuôi thằng qua răng thầm mê vô kha li tô đô so thầm mô thà ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sẵn khanh cha đuôi thóp ta măng sẵn khê vô kha li tô đô sô sẵn khô kha ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Dạ, tiếp đây là con xin hồi hướng phần phước đến chư thiên. Akasattha chasummattha devanaga mahithika vunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasattha chasummattha devanaga mahithika vunyang no anumodantu chirang rakhantu no garu. Akasattha chasummattha devanaga mahithika vunyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha chasummattha devanaga mahithika vunyang no anumodantu chirang rakhantu panino. Akasattha chasummattha devanaga mahithika vunyang no anumodantu chirang rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, Phật tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng giri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sát ta sanh ni no ấp thi về cha sát ta a sanh ni no ca tâm buồn nha pha lăng mây hằng sắp đề pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng suy đi tăng định năng vun nha pha lăng ma già về cha tát thanh a cha nan ti đề hoa gan tòa ni quê đa dùm sắp đề lô cam hi về sắp ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa. Bề sát ta về ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp gia tất cha hồn tu á ni kha hồn tu đi kha du kha hồn tu á rô ga hồn tu sam tát tì samit chan tu su khi áp ta năng ta ri ha ran tu đúc kha pát ta cha nít đúc kha pha giáp pát ta cha nít pha ya so cap pat ta chanis so ca hòn tu sắp đề tì ta ni no. Nguyện tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ
rồi, có kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Y đằng ngô nha thì đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng qua ta nô vùn nhăn à sa hòa kha già quá hàng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng mê vùn nhăn nít bà nát xá tất chá dô hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con xin kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ đã từ bi hoan hỷ quan lâm vào đạo tràng. Một lần nữa con thành kính tri ân chư tôn đức. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Cho phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, từ hỷ độ xá pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát, và cũng do quả phước này xin chia phước đến tất cả những bệnh nhân FO tránh được nguy hiểm cho sự sống và sớm phục hồi sức khỏe. Cầu mong bệnh dịch được qua khỏi, cầu mong mọi người đều được an vui trong trận đại dịch này. Thời kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới đã hoàn mãn. Có gì sơ sót con xin sám hối đến Tam Bảo, đến quý chư tăng, các cô tu nữ và đến anh chị em đạo hữu, xin thứ lỗi chùm con. Dạ. Con xin kính dân mít đến ngài Trí Đức một lần nữa. Dạ, con xin thỉnh ngài ạ. Dạ, nếu sư Trí Đức em thấy là như sư Trí Đức đã ra khỏi ra đạo tràng phải không thưa chị Nhật Quỳnh? Vậy thì em xin gửi mic đến cho chị Nhật Quỳnh để chị điều phối chương trình. Kính xin gửi mic đến chị.
Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Tha Dạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Nam mô Tha Dạ. Nam mô Sang Tha Dạ. Còn thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Kim Nhân cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính lễ Ngài Trí Đức. Dạ, cảm ơn Xích Kim, cảm ơn Thi Na. Cùng chư Tông Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh, dạ, Nhật Quỳnh câu giờ nha quý vị. Nhật Quỳnh mến chào Kim Nhân, mến chào Hồng Mai. Kính chào Quỳnh Phước Sang, kính chào chị Metta, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Thi Na, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thiện Vũ, mến chào Giang Nhật Hà, chào bữa nay Nhật Quỳnh làm lớn bữa nghe Quỳnh nha, mến chào Xích Niệm Từ, kính chào Xích Kim, kính chào Karuna, mến chào Xích Hạnh Kiểm, mến chào Từ Châu, phải không? Dạ. Một lần nữa con hành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính giao đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin báo cáo. Xin báo cáo với quý vị, lúc nãy Nhật Quỳnh gọi Ngài thì Ngài không bắt máy. Tới hồi Nhật Quỳnh vừa cầm mic thì Ngài bắt máy, nên Nhật Quỳnh phải bỏ mic xuống để thưa chuyện Ngài. Thì tình hình là như vậy. Bây giờ ở Việt Nam mưa rất là to, mà Ngài dùng hai cái máy luôn rồi cũng không có. Ngài nghe thì rất là rõ, nhưng mà Ngài không có nói được. Nên bây giờ Ngài nói đạo tràng chúng ta xin quạt câu 62 Nhật Quỳnh sẽ post ra, rồi vị nào mà muốn đọc kệ rồi khỏi phân tích đi. Dạ, khỏi phân tích đi, Ngài nói khỏi phân tích đi. Mình đọc, mình kệ, rồi mình chia sẻ. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não tự ta. Ta không có con đâu, tài sản đâu. Rồi, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị nha. Cứ đưa bàn tay lên
đọc thoải mái và cải lương, là đến lúc nào bên Việt Nam chỗ ngài bớt mưa rồi thì ngài đưa tay thì đạo tràng chúng ta nhường mít. Dạ, quý vị có đồng ý hay không? Đồng ý không thì đưa bàn tay hoặc là cho mình một cái dấu hiệu gì đi. Dạ, thì kính mời chị Mít Ta ơi, chị có trước máy không? Nhật Quỳnh mời chị đầu tiên nha, chị mở hàng giùm đi. Dạ, chị có thể đọc và kệ, mình khỏi phân tích đi, tại vì phân tích mà ngài có nghe mà ngài cũng không có chỉnh được, nên là mình khỏi phân tích, đọc kệ và chia sẻ cái bài này tùy theo cái hiểu biết của mình trong bài học. Chị Meta ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ơi. Alo, alo, chị Meta. Rồi, dạ, rồi Nhật Quỳnh kính mời tất cả bàn tay quý vị trong đạo tràng nha. Dạ, mời chị. Mời bà cô về thường lại. Dạ, đó, có ý kiến huynh nhật dân nhà hạ, mời bà cô nào thường lại đưa bàn tay trước á. Tại thực sự Nhật Quỳnh mà đưa bài dở xong rồi Nhật Quỳnh chống tiêu à, anh đã không biết ai là đưa bàn tay trước đâu nha. Mời bà cô thường lại nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tuy Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc và kể thôi, chứ còn cái phần chia sẻ gì đó thì con... Ý nghĩa của câu pháp cú thì con không dám, con chỉ đọc và kể thôi. Dạ, còn quý vị nào có thể đảm nhiệm được thì cứ tiếp tục. Còn Meta thì chỉ đọc và kể thôi nha quý vị. Dạ, để con coi, nãy giờ con cũng chưa có nhìn qua bài học mà. Dạ, con cũng xin đọc câu pháp cú 62 hôm nay. Bút ta mát thi tha nằm mát thi y ti bà vô quy hành nhá ti át ta hi át ta nộ nạp thi cú tổ bút ta cú tổ tha năng bút ta mát thi tha nằm mát thi li ba lô quy hành nhã ti át ta hi át ta nô nát thi cu tô bút ta cu tô tha năng con tôi tài sản tôi người ngu sanh u não tự ta ta không có có đâu tài sản đâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khỏi phân tích hả quý vị? Dạ, dạ vậy mà ta xin kệ. Bút ta mát thi tha nam mát thi y ti ba lô quy hành nhà ti át ta hi át ta nô nát thi cụ tô bút ta cụ tô tha năng bút ta mát thi tha năm mát thi y ti ba lô quy hành nhã ti át ta hi át ta nô nát thi cụ tô bút ta cụ tô tha năng. Dạ, Meta đã đọc xong và kể xong. Không biết có chỗ nào sai sót, nếu có chỗ nào sai sót thì xin quý vị nhắc nhở giùm. Dạ, Meta xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con
Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Trời ơi, sư ơi, giờ này sư ở đâu vậy sư? Sư bỏ tụi con giữa chợ đời lạc lõng, người ta ăn hiếp tụi con ấy sư ơi. Sư đâu vậy sư? Trời ơi, buồn quá. Đi vô không gặp sư, buồn quá sư. Buồn quá, đem quên ăn ngày quên ngủ luôn, tại vì ban ngày mất học sao ngủ được. Thôi con xin trả bài đi, không biết nữa, con trả bài bình thường thôi, phân tích bình thường thôi, tại con học mấy năm trời rồi, không có gì hết, đọc trả bài bình thường thôi. Con xin trả bài kinh pháp cú sơ sai, quý vị nghe bình tĩnh ha, quý vị nghe rõ ràng ha, không có gì trục trặc ha. Trời ơi, cái máy để tôi nó dởm, tại máy cho free á, không tốn tiền á, nó bắt đường wifi internet dởm, nó có khi được có khi không à. Bữa nay tốt à. Thôi trả bài đi, tôi trả bài bình thường. Con xin trả bài kinh pháp cú câu 62. Phúc tà mắc thi tha năng mắc thi y tí bà lô quý hành nhá tí ác tà hi ác tà nô nát thi khu tô phúc tà khu tô tha năng. Phúc tà mắc thi tha năng mắc thi y tí bà lô quý hành nhá tí ác tà hi ác tà nô nát thi khu tô phúc tà khu tô tha năng. Phân tích câu 1, câu 2. Phúc trường âm nhắn. Ta trường âm thông thường, mắc trường âm nhắn, thí, thá hai đoạn âm, năng mắc hai trường âm, thí đoạn âm. Phân tích câu số 2, ý tí hai đoạn âm, ba lô hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, hành trường âm nhắn, nhá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Phúc tà mắc thi tha năng mắc thi ý tí bà lô quý hành nhá tí ác tà hi ác tà nô nát thi khu tô phúc tà khu thô tha năng. Phân tích câu số 3. Ác trường nhắn ta trường âm thông thường hí đoạn âm ác trường âm nhắn tá đoạn âm nô trường âm thông thường nát trường âm nhắn thí đoạn âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng khú khú đoạn âm tô trường âm thường bút trường âm nhắn ta trường âm thông thường cú đoạn âm tô trường âm thông thường thá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời ơi chẹn đét ơi, nguyên bài này chỉ có một em đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ác ta hi ác ta nô nát thi khu phúc tà khu tô tha năng. Phúc tà mắc thi tha năng mắc thi ý tí bà lô quý hành nhá tí ác tà hi ác ta nô nát thi khu tô phúc tà khu tô tha năng. Phúc tà mắc thi tha năng mắc thi ý tí bà lô quý hành nhá tí ác tà hi ác ta nô nát thi khu tô phúc tà khu tô tha năng. Phúc ta mắc thi tha năng mắc thi ý tí ba lô quý hành nhá tí ác ta hi ác ta nô nắc thi khu tô phúc ta khu thô tha năng. Phúc ta mắc thi tha năng mắc thi ý tí ba lô quý hành nhá tí ác ta hi ác ta nô nắc thi khu tô phúc ta khu thô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu, sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch của Kinh Pháp Cú 62 từ tiếng Pali ra tiếng Việt Nam. Rồi xong rồi, tới người nào đây trời? Hồng Thị Kim Nhung lên tiếp nghe. Bữa nay tự đọc, tự diễn nghe. Rồi hai phe ta, hai người vỗ tay vỗ chân. Ba người vỗ tay vỗ chân, còn ai nữa không? Mời Thiện Vũ. Rồi, bye bye, chúc may mắn nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú số 62. Bút ta mát thi tha nằm mát thi y ti ba lô quý hành nha ti át ta.
quy hành nhát ti át ta hi át ta nô nát thi pu tô pu ta pu tô tha năng pu ta mát thi tha nam mát thi ti ba lô quy hành nhát ti át ta hi át ta nô nát thi cu tô pu ta cu tô tha năng con tôi, tài sản tôi, người ngu, sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính tên lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ sư trí đức, quý chư tăng và các cô tu nữ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Câu pháp cú số 62. Utta mát thi tha nam mát thi ý thi bà lô vi hành nhá tí át tà hi át tà nô nát thi cú tô bú tà cú tô tha năng. Utta mát thi tha nam mát thi ý ti bà lô vi hành nhá tí át tà hi át tà nô nát thi cú tô bú tà cú tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Uttamatthi thanammatthi itipalo vinhanyati attahi attanonathi Uto Buddha Kuto Thanang Buddha Mati Thanam Mati Iti Balo Nyuanyati Atahi Atano Nati Uto Buddha Kuto Thanang. Dạ, con đã đọc và kể xong ạ. Xin mời Kim Nhung. Dạ, con xin xuống mic. À, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Bút tà ma thi tha nằm ma thi ti bà lô huy hành nha tà hi a ta nô na thi cu tô bút tà cu tô tha nằng. Bút tà ma thi tha nằm ma thi ti bà bồ hình nha ti a tà hi a ta nô na thi cu tô bút tà cu tô tha nằng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bút tà ma thi tha nằm ma thi ti bao vi hành nhà ti attahi attano na ti cu tô bút ta cu tô tha năng. Bút ta ma thi tha nam ma thi ti ba lô vi hành nhà ti attahi attano na ti cu tô bút ta cu tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Dạ, kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng, thân mời niệm từ. Dạ,
con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay là câu pháp cuối số 62. Dạ, cảm ơn Sư Nguyệt Quỳnh đã post bài học ạ. Tà mát thi tha nằm mát thi y thi bà lô vi hành nhá thi át tà hi át ta nô nát thi cú tô bút tà cú tô tha năng. Bút tà mát thi tha nằm mát thi y thi bà lô vi hành nhá thi át tà hi át ta nô nát thi cú tô bút tà cú tô tha năng. Dạ, con xin kể câu số 62 mà. Buddha mati thanam manti iti balo vihanyati antahi antano nanti kuto batta kuto thanam. À, con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Đó là bản dịch chuyển đổi chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ, từ xin mời Tina. Nhưng mà không biết sao bên máy mình từ vẫn thấy Sít Kim Dung giơ tay. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 62. Putta matthi thanam matthi iti bà lô vi hành nhati atta hi atta nu natthi kutto putta kutto thanam. Putta matthi thanam matthi iti bà lô vi hành nhati atta hi atta nô nát thi cu tô bút ta cu tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pun ta man thi tha nam man thi iti ba lo vi han nya ti an ta hi an ta lo nan thi ku to pun ta ku to tha nam. Pun ta man thi tha nam man thi iti ba lo vi han nya ti an ta hi an ta nu nan thi ku to pun ta ku to tha nam. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 62 ngày hôm nay ạ. Bút ta mát hi tha nằm mát thi y ti bà lô vi hành nhá ti át ta hi át ta nô nát thi cú tô bút ta cú tô tha năng. Bút ta mát thi tha nằm mắt thi iti bà lô vi hành nhá ti át ta hi át ta nô nát thi cú tô bút ta cú tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bút ta mát thi tha nam mát thi iti bà lô vi hành nhá ti
Antahi ahata no nati kuto buta kuto thanam. Buta mati thanam mati iti palo vihanyati. Attahi anta no nati kuto buta kuto thanam. Bụt ta mát thi tha nam mát thi y ti pa lo vi han nya ti at ta hi at ta no nat thi ku to bụt ta ku to tha nam. Dạ con đã đọc kệ xong có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 32. Putta matthi tha nam matthi iti ba lo vi hành nyati atta hi attano nát thi cú tô bút tà cú tô tha năng bút tà mát thi tha nằm mát thi y tí bà lô bút tà mát thi tha nằm mát thi y tí bà lô quy hành nhát tí. Bút là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, mát trường âm nhấn, thí thá bồ già. Dạ con xin đọc và kệ. Putta mát thi tha nam mát thi y ti bà lô vi hành nhá ti atta hi atta no nát thi cú tô putta cú tô tha năng. Putta mát thi tha nam mát thi y ti ba lô vi hành nhát ti áp ta áp ta nô nát thi cu tô bút ta cu tô tha năng bút ta mát thi tha nam mát thi y ti ba lô vi hành nhát ti áp ta hi áp ta nô nát thi cu tô bút ta cu tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc kệ. Putta matthi tha nam matthi iti ba lo vi hành nyati atta hi atta no natthi kuto putta kuto tha năng. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Dạ, cảm ơn thiện vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng sa thủ bàn tay của sư Tô Thị Phúng. Dạ, mời Tô Thị Phúng ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc, con đọc và thôi con không có biết kệ. Buddha matti dam Buddha matti da nam matti ti pa lo phi hằng nya ti atta hi atta no natti ku to buddha
ta cu tô tha năng bụt ta mát ti đa nằm mát ti ti bà lô vi hành nha ti a ta hi a ta nô na ti cu tô bụt ta cu tô tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân sư Trí Đức. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, sa thủ, cảm ơn sư Tô Thị Phúng. Nam mô Bích Thà, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tân Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Wow, con thấy sư giàu rồi, con mừng quá. Nãy giờ con phải ngồi trước máy. Con cung thỉnh ngài Trần Mít, thằng Thử Mít à. Nam mô Bích Thà, dạ. Ngài Thử Mít đi. Nếu mà đạo tràng nghe được được âm thanh thì quá là tốt luôn. Bạch ngài không có ngài như rơm như rắn mất đầu của bạch ngài, không có con, không có người khác thì không mở thì chợ cũng đông, nhưng mà không có ngài thì chợ không có đông được rồi. Alo, ngài có nghe được âm thanh con không? Nhờ con kính dân mít trên ngài. Khổ đế quý vị ơi, khổ đế thiệt luôn ạ. Nhà ngài cũng khổ quá nè, con mắc đền nè, Đức Pháp Trang nè. Dạ, con đảnh lễ để Đức Pháp Trang bữa quan lâm vào đạo tràng kính lễ của tu nữ Phước Hạnh. Mình chào xích chiên, con mắc đền để Đức Pháp Trang. Máy của sư giờ lây qua máy của ngài luôn rồi. Từ đầu giờ tới giờ ngài cắm mít thì không có nghe được cái gì hết trơn luôn. Đầu giờ, dạ, cảm ơn cô tu nữ Phước Hạnh. Dạ, bây giờ ngài chạy ra chạy vô rất là nhiều lần luôn rồi mà cũng y nguyên không hề nghe được, mà ngài thì nghe được tụi con nói.
con mắc đền này Đức Pháp Trang đó, đại máy của sư mà lấy qua cái máy của ngài chị Đức đó. À thôi bây giờ trước mắt mời cô tu nữ Phúc Hạnh lên. Nào bữa nay sư thử sư cầm mít cái sư. Sư cầm mít thử coi máy sư có ổn không? Tại chứ không à. Máy gì mà từ ở ngoài mày được nói không được, tức quá. Nghe tức quá kìa quý vị, nghe được mà nói không được, tức lắm luôn đó. Tại vì cũng tại ngài luôn, ngài hay chọc ghẹo người ta à, không cầm mít nghe mà không nói, tức lắm. Nên bây giờ quả báo nhãn tiền luôn. Dạ, nay là nhã báo nhãn tiền. Mến chào Hà giờ vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì một lần nữa con cung thỉnh ngài thử mít á. Năm ông Bích Tha giá, ngài thường hay nói cái rôm này á, là để nói. Mà bữa nay ngài không nói thì làm sao đây quý vị? Nay ngài không chịu nói. Dạ bây giờ con cung thỉnh đại đức Pháp Trang ạ. Đại đức Pháp Trang có trước máy không sư? Sư có trước máy sư cho con một tín hiệu đi con nhà dân mít đến sư ạ. Một lần nữa con cung thỉnh đại đức Pháp Trang ạ, à, sư cho con một tín hiệu để con nhân mất đến sư và sư. Biết nói gì đây, con mất bài ra, con mất mà câu khóc cứu ra sư đọc. Nếu sư có hay nữa sư kể luôn. Dạ. Yeah. Còn không ấy thì sư đọc. Thử âm thanh của sư bữa nay nó có tốt hơn không? Cái máy sư đây qua cái máy của ngài Trí Đức rồi nó có đỡ. Dạ con kính nhân mất đến đại đức Pháp Trang ạ. À. Alo, à, quý vị có nghe rõ không ạ? Ôi, sao bữa nay máy sư lại nghe rõ mà mấy ngày trước đức là không nghe rõ thì là tốt. Yeah. Như là hai cái máy này nó hoàn tái sao? Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và trân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Bữa nay như là bữa nay từ sáng giờ hình như là ngày vô đầu giờ là như là không được tốt hay cái gì vậy. Rồi rõ rồi đó. Âm thanh nó cứ bị tụt gì hoài mà xuống ống hay sao. Sức tiền vũ nghe rõ mà sao nhỏ to biết sao. À, bây giờ hãy đi đọc câu pháp cú số 62.
Bây giờ biết biết cái máy này biết bị gì vậy? Cốt ta mát cái tâm nằm mát cái tế bào lô với hành nhất cái áp ta áp ta hay áp ta lô mát cái cốt tổ cốt ta cốt tổ năng cốt ta mát cái tâm nằm mát cái tế bào lô với hành nhất cái với hành nhất cái áp ta cái áp ta lô mát cái cốt tổ cốt ta cốt tổ cốt ta năng biết âm thanh nhé. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Là bản dịch của nhà Hòa Thượng Minh Tông. Rồi bây giờ, để mất lại cho cô nửa phút hạnh. Cảm ơn quý vị, tiếp tục sinh hoạt tập thanh của sư, chắc nghe học ổn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào Đạo Tràng. Nơi con xin đọc câu Pháp Cú số 62. Bút tà mát thi tha nằm mát thi y tí bà lô vi hành nhà tí át tà hi át tà nô nát tí cú tổ bút tà cú tổ tham nằng bút tà mát bút tà mát thi tha nằm mát thi y tí bà lô quý hành nhá tí át tà hi át tà nô nát thi cú tổ bút tà cú tổ tha năng. Dạ con phân tích câu một. Bút là trường âm nhắn, ta là trường âm thông thường, mát là trường âm nhắn, thí là thí, thá là hai đoạn âm. Này, năm là trường âm nhắn, mát là trường âm nhắn, thí là đoạn âm. Câu số 2, ý tí là hai đoạn âm, ba lô là hai trường âm thông thường, quý là đoạn âm, han là trường âm nhắn, nhá tí là hai đoạn âm. Câu 3, át là trường âm nhắn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, át là trường âm nhắn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, nát là trường âm nhắn, thí là thí, cú là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhắn, ta là trường âm thông thường, cú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút tà mát thi tha nằm mát thi y tí bà lô vi hành nhá tí át tà. Hi tà nô nát thi cú tổ bút tà cú tổ tha năng. Bút tà mát thi tha nằm mát thi y tí bà lô vi hành nhá tí át tà. Hi át ta nô nát thi cú tổ bút tà cú tổ thán năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu.
Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Bụt tan ma thi, thả năng ma thi, ít. Bụt tan ma thi, thả năng ma thi, iti ba lô vi han nha ti. A ta hi an ta no na thi, cú tô bùa ta, cú tô tha năng. Dạ con đọc và kể và xuống biết xong. Có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng xin sửa, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con xin xuống biết, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bích Thà, dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ đại duyên vừa vào đầu tràng. Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô tu nữ đại duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nghe được Nhật Quỳnh kính mời cô có thể lên đọc và kể bài pháp của kinh số 62. Hôm nay máy của Ngài Trí Đức nó nhõng nhẽo rồi cô ơi, Ngài nghe được mà Ngài không có nói được, nên đạo tràng, Ngài nói đạo tràng à, chúng ta có thể đọc bài, ôn bài. Dạ, rồi giờ mời cô nghe. Dạ, sa thú lên thay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Thầy, Nam mô Thầm Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Can, kính lễ quý tu nữ, thân chào quý thiện nam tín nữ, và cảm ơn Nhật Quỳnh đã bắt bài. Bây giờ tự nhiên xin phân tích câu pháp cú số 62. Bút ta mát thí thanh năng mát thí ít tí ba lô vi hành nhá tí. Đoạn 1. Bút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, mát trường âm nhấn, thí đoạn âm, thá đoạn âm, năng trường âm nhấn, mát trường âm nhấn, thí đoạn âm. Đoạn 2. Ý tí hai đoạn âm, ba lô hai trường âm thông thường, quý đoạn âm, hành nhá tí hai đoạn âm. Đoạn 3 và 4. Át ta hi át ta nô nát thí cú tô bút ta cú tô tha năng. Át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm. Đoạn 4. Cú đoạn âm, tô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Cú đoạn âm, tô trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm. Át ta, át ta hi át ta nô nát thí cú tô bút ta cú tô năng. Bút ta mát thí ta năng mát thí y tí ba lô quy hành nhát tí. Át ta hi át ta nô nát thí cú tô bút ta cú tô tha năng. Bút ta mát thi tha năng mát thi y ti ba lô vi hành nha ti. At ta hi at ta nát thi cú tô bút ta cú tô tha năng. Bút ta mát thi tha năng mát thi ti ba lô vi hành.
nha ti. Không biết đạo tràng còn nghe không, cái gì mà nó nhảy lên cái. Alo, alo. Alo, alo, đạo tràng. Dạ, cảm ơn thầy hiểu. Cái gì mà nó nhảy lên cái thế đường. Dạ, bây giờ thầy Hiên xin kể lại. Buddha Matthi Thana Matthi Iti Ba Lo Vi Hành Na Ti Atta Hi Atta No Nat Thi Kuto Buddha Kuto Tha Năng Buddha Matthi Buddha Matthi Thana Matthi Iti Ba Lo Vi Hành Na Ti Atta Hi Atta No Nat Thi Kuto Buddha Kuto Tha Năng Buddha Matthi Thana Matthi Iti Ba Lo Vi Hành Na Ti Atta Atta No Nat Thi Kuto Buddha Kuto Tha Năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã ôn bài và phân tích, nếu có sai xin đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ thấy Đại Đức Tuệ Đức đã mới vào room. Dạ, không biết Đức có nghe của tự nhiên không. Dạ, kính thỉnh sư lên ôn bài. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, bây giờ tự nhiên xin submit. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Đại Đức Tuệ Đức có nghe được âm thanh của con không sư? Giờ có nghe được âm thanh con không? Sẽ cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bạch sư, hôm nay máy của Ngài Trí Đức nghe được mà Ngài nói không có được. Nên nãy giờ đạo tràng, Ngài nói đạo tràng đã tự ôn bài. Con cũng có thỉnh Đại Đức Pháp Trang đến. Đại Đức Pháp Trang đã ôn bài rồi, nhưng mà máy của sư nó cứ lúc xa lúc gần. Và con cũng đã gọi điện cho sư rồi, giờ sư cũng đang chỉnh máy. Bây giờ thì đạo tràng rất là còn trống nhiều thời gian. Và nếu được thì sư có thể lên đọc và kệ. Sau đó thì mời đạo tràng có thể chia sẻ, và chúng con cũng cung thỉnh quý sư chuẩn bị tinh thần để chia sẻ bài học ngày hôm nay. Dạ, nhờ con kính nhân bích tinh sư ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Kha Giá. Con thành kính linh lợi ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính lễ thần Bảo Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 62. Buddha Matthi Thanam Matthi Itipalo Vihanyati Atta Hi Attano Natthi Kuto Buddha Kuto Thanang. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sách tự ta không có,
con đâu, tài sản đâu, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể ạ. Uttamati thanamati itipalo vihanyati attahi attanonati kuto bhuta kuto thanang. Uttamati thanamati itipalo vihanyati attahi attanonati kuto bhuta kuto thanang. Uttamati thanamati itipalo vihanyati attahi attanonati kuto bhuta kuto thanang. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân để được đại đức. Dạ, từ bi đọc và kể bài pháp kinh số 62. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì trong khi chờ đợi quý sư, con xin được đọc và kể bài pháp cú 62 ạ. Bụt tà mát thi thân nằm mát thi y tí bà lờ vi hành nha tí áp tà hi áp tà nờ nà thi cú tờ bụt tà cú tờ thà năng. Bụt tà mát thi thân nằm mát thi y tí bà lờ vi hành nha tí áp tà hi áp tà nờ nà thi cú tờ bụt tà cú tờ thà năng. Bụt tà mát thi thân nằm mát thi y tí bà lờ vi hành nha tí áp tà hi áp tà nờ nà thi cú tờ bụt tà cú tờ thà năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu đạo, tự ta, ta không có. Con đâu, tài sản đâu. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bụt tà mát thi thà nằm mát thi y tí ba lơ vì hạnh nha tí à tà hi át tà nô na thi cụ tơ bụt tà cụ tơ tha năng. Bụt tà mát thi thà nằm mát thi y tí ba lơ vì hạnh nha tì a ta hi a ta no na thi cụ tô ta cụ tô tha năng. Bụt tà mát thi thà nằm mát thi y tí ba lơ vì hạnh nha tì a ta hi a ta no na thi cụ tô bụt ta cụ tô tha năng. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và một lần nữa con cũng thỉnh Ngài Trí Đức thử âm thanh mạch Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cũng thỉnh Ngài Trí Đức một lần nữa thử âm thanh mạch Ngài. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn Thina. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ.
Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, ngài nói nhiều là hôm nay ngồi chơi thôi, không nói nữa. Thiện Vũ nghe không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, chắc ngoái nó buồn rồi, nó không thèm nói nữa. Dạ, dạ con không biết bây giờ Đại Đức Pháp Trang có chỉnh được âm thanh chưa bạch sư? Dạ, sư có thể thương mít không bạch sư? Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con chưa luôn? Dạ. Cảm ơn cô phụ nữ phúc hạnh. Ôi giời ơi. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, Đại Đức Tại Đức có nghe được âm thanh con không? Cho con một tín hiệu ạ. Dạ, hôm nay trời sư xuất hiện. Dạ, nếu mà sư có nghe được âm thanh của con, sư có thể chia sẻ một chút xíu về cái câu khóc cứu ngày hôm nay. Dạ, để nhà trí đức chứng minh nếu sư có sai như thế nào thì ngài sẽ chỉnh sửa để sư có thể học hỏi nhiều hơn được không bạch sư? Dạ, bây giờ trong room thì có ba vị sư, vị trưởng lão thì giờ ngồi im rồi. Dạ, vị trưởng lão ngồi im rồi, không nhúc nhích rồi. Còn Đại Đức Pháp Trang thì đang chỉnh, chờ nhờ sư phước hiền chỉnh máy. Giờ còn sư có thể khi có thể dạ chia sẻ một chút xíu về cái pháp cú này không bạch sư? Dạ, nếu được sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân mít đích sư. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, con xin trình bày duyên sự của câu kinh Pháp Cú số 62 này ạ. Dạ. Bây giờ ngày trí đức thì máy hư, Đại Đức Pháp Trang thì cũng máy hư, cho nên là con xin được phép trình bày cái duyên sự của câu kệ ngôn số 62 này ạ. Putta matthi thanang, putta matthi thanang, putta matthi thanang mahi matthi itipalo vihanyati atta hi attano natthi kuto putta kuto thanang. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Dạ, câu kệ ngôn này thì được bổn sư thuyết ra khi ngài an ngự tại gần thành Sawatthi. Và câu kệ ngôn này đề cập đến ông trưởng giả Anan. Ông trưởng giả Anan là một người giàu có ở trong thành Sawatthi, có một cái gia tài rất là đồ sộ, nhưng ông ta lại có tiếng là đại hà tiền, rất là keo kiết bủn xỉn. Cứ mỗi nửa tháng như vậy thì ông ta cho gọi những người thân trong gia đình lên, và trước mặt những người thân trong gia đình, ông ta thường dạy công tử Mulasiri là con trai của ông ta, cho nên cho rằng của cải 800 triệu đồng tiền vàng này là nhiều, giàu cho có cổ nhưng mà cũng chẳng có nên bố thí. Hãy ráng làm cho tiền của có phát sinh lên mãi, dầu một đồng cũng chẳng nên tiêu hao phung phí mà để cái gia tài này nó hao hụt. Và ông ta nhắc nhở người con như thế mỗi nửa tháng, và cũng đọc một cái bài kệ để mà dạy đứa con trai của mình.
Anjana nang khayang liswa upachika nang chayang Mathu nang chasama harang bandito karama paseti. Thấy những giọt thuốc hư mới góp chứa vào ổ, cơm với chút mật dư hiền sĩ ngồi nhà đậu. Thì một thời gian sau, thì ông trưởng giả Anan mạng chung. Nhưng mà ông ta thì chưa kịp chỉ cho đứa con trai của mình những cái chỗ mà ông ta đã chôn giấu vàng, mà ông ta đã chết rồi. Thì ông ta tái sanh vào một cái gia đình Kiên Đà La. Kiên Đà La là một cái giai cấp cùng đinh trong cái xã hội Ấn Độ thời đó. Cái giai cấp Kiên Đà La là giống như là những cái người mà làm thuê, làm mướn. Ở Việt Nam, ở ngoài Hà Nội thì có cái, ở ngoài mỗi cái chợ có một cái chỗ nó gọi là củ vàng. Cái chỗ đó là chuyên làm thuê, làm mướn. Thì ai thuê cái gì thì họ làm cái đó. Họ cứ đi ra chỗ đó thì gọi là củ vàng. Ở Hà Nội, chứ ở Việt Nam thì không có cái đó. Dạ, thì giai cấp Kiên Đà La cũng như vậy ạ. Và khi mà ông ta tái sanh vào một cái gia đình Kiên Đà La như vậy á, thì từ lúc mà người mẹ mang thai thì cả một cái xóm đó, một cái làng đó thì không có kiếm được việc làm. Đến bữa ăn hàng ngày cũng không dễ dàng kiếm như lúc trước nữa. Thì các vị bô lão ở trong làng mới nhóm họp lại và thảo luận, thì đưa ra một cái ý kiến là chắc là trong làng ta có một người xui xẻo nào đó mới đến, cho nên là cả ngôi làng thì không có tìm được việc làm cũng như là kiếm được miếng ăn qua ngày. Thì họ cứ chia ra, họ không biết là ai, cho nên họ cứ chia ra một nửa một nửa. Họ cứ chia ra một nửa, thì cứ chia ra một nửa như vậy thì một nửa sẽ có được việc làm, có được miếng ăn, còn một nửa kia thì cũng như vậy, cũng khó kiếm việc làm, chịu đói khác. Thì họ cứ chia viết, chia như vậy, chia viết thì cuối cùng còn lại gia đình của cái ông trưởng giả Anan này. Thì họ mới biết đây là cái gia đình xui xẻo. Thì bà mẹ vẫn còn đang mang thai đứa con, nhưng mà là bị đuổi ra khỏi làng. Bị đuổi ra khỏi làng và vất vả đi kiếm ăn từng bữa như vậy. Cho đến lúc mà sanh ra đứa con trai, thì đứa con trai này lại có một cái tướng mạo dị thường, cũng có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà nó nằm không có đúng vị trí, nhìn rất là cổ quái, trông như là ngạ quỷ. Và tuy nhiên thì người mẹ thì không bao giờ bỏ rơi con, cũng nuôi nấng đứa con cho có đủ ăn đủ mặc, nhưng mà rất là cực khổ, rất là vất vả, kiếm miếng ăn rất là khó khăn. Cái ngày nào mà người mẹ này ẵm đứa con mà đi sinh đó, thì hôm đó là đói. Nếu mà để ở nhà đi sinh thì là có ăn. Thì đến khi mà đứa bé này có thể biết đi, có thể tự ôm bát đi xin ăn được, thì người mẹ mới nói với con trai của mình rằng: con à, cha mẹ đã vì con mà
phải chịu đau khổ ê chề. Bây giờ thì không có thể nuôi con nổi nữa rồi. Con hãy tự ôm bát đi mà xin ăn, đi vào thành mà xin ăn, để tự nuôi mẹ. Nói rồi bà mẹ mới thả con cho đi một mình. Thì đứa bé cũng ôm bát đi xin và đi lần lần ở trong thành. Thì đi đến cái ngôi nhà của ông tưởng giả Anan tìm kiếm. Và khi mà đến đây thì trông thấy ngôi nhà cũ thì ông ta nhớ lại được chuyện xưa. Anh đi vào nhà của mình y như là lúc tìm kiếm. Ông ta biết rất rõ các cái ngõ ngách ở trong nhà. Cứ đi luồn luồn ở trong nhà như vậy thì đi đến đến phòng của công tử Mulasiri. Khi công tử Mulasiri trông thấy đứa bé này thì hoảng sợ khóc thét lên. Lúc bây giờ thì các cái gia đình trong nhà mới đuổi đứa bé này đi ra. Họ đánh và họ ôm cái đứa bé ăn mày này nhục lên đống rác. Lúc bây giờ Đức Bổn Sư cùng với Đại Đức Ananda đi tỳ bình khất thực cũng vừa đến nơi. Đại Đức Ananda nhìn thấy cái cảnh như vậy mới bạch hỏi Đức Phật nguyên do, vì đâu mà đứa bé này lại bị đánh đập, bị quăng lên đống rác như vậy. Đức Phật giải rõ câu chuyện của tưởng giả A Nan hà tiện tái sanh. Đại Đức Ananda mới bảo với gia đình đi mời tưởng giả Mulasiri đến. Và lúc đấy cũng có rất là nhiều những cái dân chúng ở trong thành vì thấy lạ cho nên là tập trung lại đến mà xem. Đức Bổn Sư cho gọi tưởng giả Mulasiri đến và hỏi: ông có biết đứa bé ấy chăng? Dạ thưa, con không biết. Đức Bổn Sư chỉ ngay rằng đứa bé ấy chính là tưởng giả A Nan, cha của ông kiếp trước đó. Thấy tưởng giả Mulasiri chưa có tin, Đức Bổn Sư bèn bảo đứa bé ăn mày: này tưởng giả A Nan, ông hãy chỉ chỗ 5 cái hầm mà ông đã chôn trong báo cho con trai ông đi. Sau khi đứa bé ăn mày chỉ rõ những cái chỗ mà ông ta đã từng chôn của cho tưởng giả Mulasiri biết, thì lúc này tưởng giả Mulasiri đã tin lời Đức Bổn Sư. Cho nên tưởng giả Mulasiri xin quy y với Đức Phật. Đức Bổn Sư nhân cơ hội ấy thuyết một thời pháp đến cho tưởng giả Mulasiri, rồi ngài đọc lên câu kệ ngôn: người ngu chấp ngã tự hào, đây con đây của ta đào tạo ra, nhưng không biết chính mình ta, còn không tự chủ muốn là của con. Tự mình còn không có làm chủ được cái tài sản của mình thì nói gì đến là con cái, là mình chúng sanh ở đời khổ vì cái chữ của rất là nhiều. Quý vị,
nếu mà một đứa bé hàng xóm nó hư hỏng hay là nó không nghe lời thì mình chỉ khuyên ngăn, nếu mà không được thì thôi, đứa bé không nghe lời thì thôi, mình cũng không có phiền não nhiều. Nhưng mà khi mà con của mình khuyên ngăn quở trách thì nó không nghe thì mình rất là phiền não, rất là khổ. Cũng vì mình nghĩ đó là con của mình, nó phải nghe lời mình, vân vân. Thì mình mới sanh ra cái phiền não như vậy. Chứ nếu mà đứa trẻ khác thì mình đâu có phiền não. Chính vì cái cũ nên là mình tự mình gieo cái phiền não cho mình rất là nhiều. Mình không có nhận ra được. Nếu con mình thì mình nó phải nghe lời mình chứ. Nếu cái thân này là của mình thì mình đừng kêu nó đừng có bệnh đi, kêu nó đừng có chết đi, đâu có được. Mình thiếu mình gì mình cứ chấp ngã như thế, cho nên mình mới sanh nhớ rồi phiền não. Bản thân còn không phải là của mình thì nói gì là tài sản, những cái vật ngoại thân. Tưởng giả Anan, chẳng khi mà còn sanh tiền thì không có biết cái gì gọi là bố thí, không có cho ai một chút gì, bao nhiêu cái tài sản, sự nghiệp của ông ta gom góp thì giao lại cho con. Lúc mà ông ta lâm chung thì ông ta chịu sự đói khổ như vậy thì ông ta đâu có lấy được cái của mình nó làm từ tiền kiếp mà giúp cho bản thân ông ta hết khổ đâu. Thậm chí mà đi về nhà mình mà còn bị đuổi ra, bị đánh đập, bị đuổi ra, bị ném lên đống rác. Thì nói gì cái đó là của mình. Bao nhiêu cái con, bao nhiêu cái tài sản, con trai, con gái, anh chị em, quyến thuộc, cha mẹ, thì khi mình chết đi thì mình chỉ đi một mình đi tay trắng thôi. Mình không có đem theo cái gì hết, chỉ đem theo cái nghiệp, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp thôi. Chứ toàn bộ tài sản, con cái, nhà cửa, gia đình, người thân để lại hết. Để lại hết. Thì câu kệ ngôn này, cái ý nghĩa nó muốn nói lên là nếu mà mình cứ chấp ngã như vậy thì thực sự là không có tốt. Đức Phật cũng có dạy rằng khi mà mình tạo ra tài sản thì mình nên tiêu cái tài sản đó, tiêu xài cái tài sản đó một cách hợp lý. Mình nên chia ra làm 5 phần. Mình chia làm 5 phần. Phần thứ nhất, mình trả nợ cũ. Trả nợ cũ tức là mình lo cho ông bà, cha mẹ, cho vay nợ mới, tức là mình lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu. Một phần nữa, phần thứ ba là trải đường đi, có nghĩa là trong cái quan hệ xã hội, ngoại giao, ví dụ như đám tiệc tùng, thọ nôi, sinh nhật, đám cưới, đám hỏi, vân vân, đó gọi là trải đường đi. Phần thứ tư là mình đổ hố sâu, có nghĩa là
mình lo cho thân mình. Thân mình là một cái hố sâu, hố không đáy, không bao giờ đầy. Quý vị có đổ bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu tiền của vào nó thì nó cũng tiêu đi hết, không bao giờ đầy. Khi mà nó đầy rồi là lúc đó là mạng chung, rất là chết. Thì nhưng mà mình không lo không được, mình để cái thân này mà nó đau yếu, bệnh hoạn thì cũng không được. Có thân thì mình cũng phải chăm chút một chút xíu. Mình cũng không phải là mình lợi dưỡng, nhưng mà mình cũng không có bỏ đói đó. Không có, nó bệnh cũng phải uống thuốc, nó bệnh mình cũng phải uống thuốc, nó đói mình cũng phải cho nó ăn, chứ mình cũng không bỏ phí nó được. Mặc dù là cái thân này cũng không phải là của mình, nhưng mà mình không lo nó thì nó tức là mình nó đổ bệnh nên nó thì mình cũng rất là khổ. Và phần thứ năm, phần cuối cùng là mình phải chung của để dành. Chung của để dành ở đây có nghĩa là mình làm những cái thiện sự, mình bố thí. Khi mình bố thí như vậy là mình chính là mình đã chung của để dành, để mình mang theo. Chứ không phải là mình chung của giống như ông chủ nhà Anan. Mình chung của để dành ở đây có nghĩa là mình làm những cái thiện sự, những cái phước sự, như bố thí, giúp đỡ những cái người có hoàn cảnh cần sự giúp đỡ. Thì như vậy mới gọi là chung của để dành, chứ không phải như ông cư gia Anan chôn xong rồi chết không kịp nói, chết không kịp biết di chúc, không kịp chăn chối. Và sư cũng xin có một vài điều chia sẻ với quý Phật tử về cái duyên sự và cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Là con có thiếu sót hay là sai chỗ nào, mong ngài chỉ bảo cho con ạ. Dạ, con xin xuống mít, con xin dùng mít là cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi chia sẻ duyên sự câu Pháp Hú Kinh 62. Để bù cái trống vắng của ngài Tri Đức ngày nay không cầm mít được, dạ chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ con không biết đại đức Pháp Trang hai ngài Tri Đức có thử âm thanh không ạ? Nếu quý ngài thử âm thanh cho một tín hiệu để con kính nhân mít ạ. Dạ, con kính nhân mít để được Pháp Trang.
Sư thử máy đi. Dạ, con xin xuống đất.
Thank you.